Tranh đá quý Tân Phú Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay lại với Tranh đá quý Tân Phú Khánh Channel. Trong buổi chia sẻ hôm nay, Tranh đá quý Tân Phú Khánh xin mời quý vị các bạn đến với một lĩnh vực, một vấn đề mà được nhiều người quan tâm, đó là cách chọn số xe đẹp theo phong thủy. Sau đây xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng tìm hiểu. Thưa các bạn, khi chọn số xe, tức là biển số xe, cần nắm nguyên tắc là số xe chỉ sinh khắc với xe mà không sinh khắc với người, tức là chủ xe. Chỉ có xe mới sinh khắc với người. Do đó cần chọn số xe sao cho ngũ hành của số xe sinh phù cho ngũ hành của màu xe. Một số xe đẹp là vấn đề được xã hội quan tâm. Lâu nay nhiều người tự xem xét đánh giá mức độ tốt xấu của số biển xe máy, xe ô tô của mình, nhưng chưa có luận cứ giải thích. Một số tự suy diễn theo cảm tính, ví dụ như số xe 6868 được gọi là lộc phát và tự cho thế là tốt. Thực ra gọi như thế là không có cơ sở nào cả. Vũ trụ chi phối cuộc sống của mỗi con người. Vì vậy, mọi quan niệm tốt xấu đều phải trên cơ sở gắn với trời đất. Nghĩa là phải trên cơ sở đạt được thiên địa nhân hợp nhất. Số xe tốt hay đẹp cần được đánh giá trên cơ sở cửu đồ cơ, tức là kiểu tinh đồ cơ bản và quan hệ sinh khắc của ngũ hành dưới đây. Ở đây là có hai hình về kiểu tinh đồ cơ bản và bảng tương khắc của ngũ hành, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Những đường mũi tên màu xanh dương là những đường tượng trưng cho đường tương sinh, và những đường màu đỏ là tương khắc. Về kiểu tinh đồ cơ bản thì có 9 ngôi sao, từ sao số 1 cho đến sao số 9, tọa tại các cung Tốn, Ly, Khôn, Chấn, Trung Cung, Đoài, Cấn, Khảm và Càn. Trong cửu tinh đồ cơ bản có 9 sao cửu tinh. Mệnh của mỗi người không ai thoát khỏi một trong 9 sao này. Mỗi sao đều có một mang một hành, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Hành của sao sinh phù cho hành của mệnh người thì tốt, khắc mệnh thì xấu. Các sao trong kiểu tinh đồ cơ bản có các hành như sau. Sao số 1 tại cung Khảm phía Bắc là nhất bạch thủy, thuộc hành thủy. Sao số 2 tại cung Khôn phía Tây Nam, nhị hắc thổ, thuộc hành thổ. Sao số 3 có tên là tam bích mộc, thuộc hành mộc, ngự tại cung Trấn phía Đông. Và sao số 4 có tên là tứ lục mộc, tức là thuộc hành mộc, ngụ tại cung Tốn phía Đông Nam. Sao số 5 ngũ hoàng thổ, thuộc hành thổ, cung Trung Cung. Sao số 6 là lục bạch kim, hành kim, thuộc cung Càn phía Tây Bắc. Sao số 7 thất xích kim, hành kim, thuộc cung Đoài phía Tây. Sao số 8 bát bạch thổ, thuộc hành thổ, thuộc cung Cấn phía Đông Bắc. Và sao số 9 là cửu tử hỏa, thuộc hành hỏa, thuộc cung Ly phía Nam. Như vậy là khi xem xét số xe là đẹp hay không thì ta cần phải xét đến hành của số của xe ứng với hành của các số trong cửu tinh đồ cơ bản, sau đó xác định hành của màu xe, rồi xét quan hệ tương sinh tương khắc giữa hành của số của xe với hành của màu xe. Về cách tính của số xe thì ta tính như sau. Ta lấy tổng các con số của dãy số xe 4 hoặc 5 số, rồi đem chia cho 9. Số dư còn lại chính là số của xe. Xem số của xe ứng với số nào trong cửu tinh đồ cơ bản và mang hành gì. Nếu chia hết cho 9 thì lấy số dư là 9. Ở đây ta có bảng tra cứu màu sắc theo mệnh và bảng tương quan ngũ hành giữa số của xe và xe. Ví dụ như ở đây là mệnh kim thì có màu tương sinh là màu vàng, nâu đất, hòa hợp là trắng, xám ghi, chế khắc là xanh lục và bị khắc là đỏ hồng tím. Như vậy nếu ta có số của xe là số 1 thì hành của số xe khi tra vào cửu tinh đồ cơ bản thì nó thuộc sao số 1, thuộc hành thủy. Ta tra tiếp hành của màu xe, nếu xe có màu đen thì thuộc hành thủy. Như vậy số của xe cũng hành thủy mà hành của xe cũng hành thủy là tốt.
Nếu hành của một xe có màu vàng, tức là thuộc hành thổ, thì là được. Bởi vì ở đây là thổ khắc thủy, nhưng mà khắc là chế khắc, như vậy xe chế khắc được biển là được. Còn nếu mà màu của xe là màu xanh thì tức là thuộc hành mộc thì rất là tốt, bởi vì là số của xe sinh cho xe, tức là thủy sinh mộc. Còn nếu hành của xe là màu trắng, tức là màu trắng là thuộc hành kim thì xấu, bởi vì ở đây mặc dù là kim sinh thủy, thế nhưng mà về nguyên tắc là biển số xe phải sinh cho xe, như vậy ở đây là thuộc sinh xuất nên là xấu. Còn nếu màu của xe là màu đỏ, tức là thuộc hành hỏa, thì cũng là xấu, bởi vì thủy khắc hỏa. Như vậy, tương tự như thế, quý vị và các bạn có thể tra cho các số của mình còn lại, số xe của mình còn lại, theo bảng tra cứu màu sắc mệnh và bảng tương quan ngũ hành của số xe và xe. Đối với số xe thì quan niệm về một số xe đẹp cần xét ở hai khía cạnh, đó là số xe hợp với xe và số xe ấn tượng. Một số xe đạt hai yếu tố này thì gọi là một số xe đẹp. Số xe hợp với xe, đó là số xe có hành sinh phù cho hành của màu xe, để xe sinh phù cho người chủ xe. Ở đây số xe không sinh phù trực tiếp cho người, vì số xe chỉ là một bộ phận của xe, vì xe còn nhiều số khác nữa như số khung, số máy, vân vân. Cụ thể như sau: số của xe sinh cho xe rất tốt, số của xe và xe đồng hành tốt, xe khắc số của xe được, số xe khắc xe xấu, xe sinh số của xe xấu. Các bạn có thể xem về bảng tương quan ngũ hành giữa số của xe và xe. Tiếp đến chúng ta sẽ đi tìm hiểu về số xe ấn tượng. Thế nào là số xe ấn tượng? Số xe ấn tượng là số xe ưa nhìn, dễ nhận biết và dễ nhớ. Đó là số xe có những đặc điểm sau đây. 1. Là số tiến dần, ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 7, 9, 0, 1, 2, 3, 4, vân vân, gọi là số tiến dần. 2. Là số cân bằng hai bên, quan niệm được gọi là số hạnh phúc, ví dụ như 2, 5, 2, 5, hai bên cộng lại đều bằng 7. Số đối hai phía, hay còn gọi là số gánh, ví dụ như 5995, 2112, 3003, 21012, đối với biển số xe 5 số. Số thuần đều, hay còn gọi là số tứ quý, ngũ quý, ví dụ như 4 số 2, 4 số 8 và 5 số 1. Ghi chú, trong hai yếu tố cấu thành số xe đẹp thì yếu tố ấn tượng quan trọng hơn, vì yếu tố hợp với xe chỉ hỗ trợ thêm cho xe mà thôi. Số xe đẹp cũng chỉ là yếu tố hỗ trợ. Thành đạt vẫn luôn là sự nỗ lực của mỗi người. Vì xe là công cụ đi lại gắn liền với an toàn sinh mạng con người, nên cần phải làm lễ cúng khi nhận xe mới để được trời đất trợ giúp. Vào ngày nhận xe, về nhà nên có lễ cẩn cáo thần linh, thổ công và gia tiên trên bàn thờ nhà mình, giống như ta nhận một ngôi nhà mới. Lễ như thế là được thần linh và gia tiên trợ giúp trong quá trình sử dụng xe. Đồ lễ mạng gồm có hương hoa, trà, nước, nến, quả, xôi, thịt, rượu, gạo, muối, trầu cau, tiền vàng mã, tiền thật. Các bạn và quý vị có thể cúng tiền thật thay tiền vàng mã, nhưng nếu cúng tiền vàng mã thì không được thiếu tiền thật. Lưu ý là các đồ lễ phải tươi mới, sạch sẽ, hương vị phải thơm, không cúng những thứ đã để lâu mất hương vị. Về văn khấn, lời khấn thì gia chủ có thể tự khấn nôm báo cáo về việc mình mới nhận một chiếc xe mới. Nghĩ sao khấn vậy, miễn thành tâm với thần linh, thổ công và gia tiên là được. Thần linh cũng không bắt bẻ làm gì. Cũng có thể nhờ thầy về cúng làm lễ thì càng tốt. Quý vị và các bạn có thể tham khảo lời khấn ở trang sau. Đây là bài văn khấn, lời khấn cúng nôm về cúng nhận xe mới. Trong bài văn khấn này thì những chỗ 3 chấm thì chúng ta sẽ thay vào cái ngày. Ví dụ như là ngày, tháng, năm thì chúng ta sẽ
thay vào đây là ngày nhận xe. Thì tín chủ chúng con là ai đứng chủ xe thì chúng ta sẽ đọc tên vào đây. Đây là một bài khấn cúng nhận xe mới mà quý vị và các bạn có thể tham khảo khi mà mua một chiếc xe hoặc nhận một chiếc xe mới để báo cáo với thổ công và gia tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong video clip chia sẻ về cách chọn số xe đẹp theo phong thủy được Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh giới thiệu tới quý vị và các bạn. Hy vọng đây là video clip hữu ích mang lại những thông tin mới về cách chọn số xe đẹp theo phong thủy được giới thiệu tới các bạn và quý vị theo một cách khoa học và có cơ sở. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip và xin chúc quý vị, các bạn, gia đình luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.